Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và trao quyết định. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Bùi Hải Đăng, trưởng phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Cát, trưởng ban tiếp công dân, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó trưởng ban quản lý Khu Đại học Phố Hiến, thời hạn 2 quyết định 5 năm, từ ngày 5 tháng 9 năm 2024. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm điều động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng bày tỏ sự tin tưởng. Trên cương vị mới, hai đồng chí sẽ cùng lãnh đạo, tập thể, cán bộ, phóng viên, người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cũng như tập thể lãnh đạo công chức, viên chức, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tiếp tục phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển,